Chương một. Đạo tôn cùng hệ thống cùng nhân hoàng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhân hoàng giới. Ngày rét đậm, tuyết lớn đầy trời, lạnh giá xương lạnh rơi vào trên da thịt, giống như lạnh lùng lưỡi đau cắt qua, truyền đến từng trận đau nhói, thấu xương thâm thúy. Thấu trời màu trắng màn sân khấu bên trong đi tới một đạo thân ảnh, người tới thân mang một thân đạo bào màu đen, diện quan như ngọc, dẫm trên tích xúc tầng sâu tuyết trắng, kéo kẹt kéo kẹt âm hưởng là bên trong vùng thế giới này trừ tuyết gió gào thét bên ngoài, duy nhất trung động. Cuồn cuộn bàn bạc gió tuyết không có chút nào rơi vào đạo nhân đạo bào bên trên, vẫn như cũ là cái kia sạch sẽ, phản phất đạo nhân bên cạnh có một đoàn lực lượng vô hình, đem hắn bao khỏa tại trong đó, không nhiễm trần thế. Đạo nhân nhất cử nhất động đều lộ ra tuấn nhã phi phàm, chỉ là nhìn, liền cảm giác đến có một loại làm người chấn động cả hồn phách thần kỳ cảm giác, luyến tiếc rời đi tầm mắt nơi đây. Liền là nhân hoàng giới đi. Ngừng chân mà đứng, trần dạ ngửa đầu nhìn xem cái này phiêu bạc thấu trời tuyết bay, thần sắc bình thường, nhẹ giọng rù rì nói. Tại hắn vừa dứt lời phía dưới thời khắc, trong đầu một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đúng vậy đạo tôn, nơi đây liền là nhân hoàng giới, hiên viên hoàng triều cương vực giới tuyến. Âm thanh cứng nhắc lạnh giá, tự như khí giới, cứng nhắc vô cùng, nhưng tỉ mỉ nghe xong, lại có thể từ trong đó nghe ra vẻ nịnh hót cùng sợ hãi đối với trần dạ nịnh nọt sợ hãi không có phản ứng trong đầu âm thanh kia trần dạ vừa sải bước ra trong nháy mắt thấu trời màu trắng màn sân khấu bên trong thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa trần dạ thân hình tại lộ ra thời khắc đã xuất hiện tại một cái khách sạn trước mặt khách sạn tại trong gió tuyết chịu đủ hủy hoại lâu năm thiếu tu sửa nhìn lên có chút cũ nát đi đến trước cửa khách sạn, trần dạ gõ cửa một cái. Rất nhanh một tiếng kẽo kẹt, cổng khách sạn liền được mở ra, một cái đầu từ bên trong ló ra, dáng dấp nhìn lên tương đối trẻ tuổi, chỉ bất quá quần áo lộ ra cũ kỹ, nhìn thấy trước cửa trần dạ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt cũng hiện lên một chút kinh diễm. Đạo nhân này thật đúng là tuấn tú. Trần dạ khẽ mỉm cười nói. Chủ quán, ở trọ nữ tử vội và gật đầu một cái cười lấy đem cửa chính kéo ra nghiêng người đón trần dạ đi vào một phen bàn giao trần dạ liền bị nữ tử này trượng phu một cái tráng hán cho đưa vào trong phòng vị đạo trưởng này nếu có cái gì yêu cầu hô một tiếng liền là. tráng hán tử hướng về trần dạ chen lấn chen nụ cười nói trần dạ gật đầu một cái tráng hán liền đóng cửa phòng rời đi xếp bằng ở trên giường trần dạ đáy lòng lẩm nhẩm một tiếng hệ thống. Đạo tôn, ta tùy thời đều tại. Cứng nhắc âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa, cái kia ẩn chứa trong đó ý lấy lòng càng rõ ràng chút ít. Bản. Trần dạ lười đến cùng thanh âm kia nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Nháy mắt, trước mắt liền liệt kê ra một đạo trong suốt, ghi lại trần dạ cá nhân số liệu bản. Chiêu thiên thánh sư hệ thống một. Không phiên bản chào mừng ngài sử dụng. Ký chủ. Trần Dạ, đạo tôn, huyết mạch, nhân tộc thể chất, tư chất, cảnh giới, công pháp, thánh sư điểm, không nhiệm vụ trước mặt, tìm kiếm cơ thiên phạm có thể kiểm tra cặn kẽ, y nhìn xem một hàng kia xếp hàng xuống nghi vấn, Trần Dạ không kềm nổi lắc đầu, cũng không biết là ai đem ngươi làm ra, liền ta những cái này đều tra xét không ra, bình thản ngữ khí, chói tai chữ đối với hệ thống tới nói như thiên đại châm biếm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hệ thống nó không dám nói thêm cái gì. Bởi vì nó đánh không được trước mắt người này, nó có thể trọn vẹn xếp vào làm siêu thảm hệ liệt bên trong hệ thống. Chư thiên thánh sư hệ thống, tên như ý nghĩa, khóa lại ký chủ, giúp ký chủ bồi dưỡng đồ đệ, trở thành một đời chư thiên thánh sư. Làm thánh sư, chịu ý kiến, pháp truyền chư thiên. Một khi thành, đây chính là công đức vô lượng sự tình a à, vốn là nó là dự định khóa lại người bình thường tiếp đó trợ giúp ký chủ tăng thực lực lên đồng thời bồi dưỡng đồ đệ nhưng mà đây nó chỗ khóa lại tồn tại liền là một tôn đáng sợ tồn tại không những không cần trợ giúp của nó trở tay liền đem nó trực tiếp cho trấn áp Người nói một chút đây là người có khả năng làm ra sự tình a à, quả thực liền là nhân thần cộng phẫn xem xét cặn kẽ trần dạ lường nhiệm vụ trước mặt cái kia một cột một chút nói một tiếng, nhiệm vụ cặn kẻ bản liền bị mở ra. Tìm kiếm cơ thiên phàm Cơ thiên phàm, hiên viên hoàng triều hoàng đế đệ cửu nữ, tuổi còn nhỏ liền triển lộ ra thiên phú kinh người, thuở nhỏ cũng cực kỳ cố gắng, nhận sâu hoàng đế yêu thích, cái gọi hoàng thất nội đấu thường xuyên có, trác tuyệt thiên phú cùng cá nhân cố gắng, rước lấy cái khác hoàng huynh ghen ghét, tại hắn cơm canh bên trong vung xuống kỳ độc, một thân thực lực tẩn tán, đầy đối với ngày trước hăng hái tự tin kiêu ngạo nàng không thể nghi ngờ là thật sâu đã kích. Muốn khôi phục thực lực, nhưng mà... Độc dược đã đi sâu ngủ tạng lục phủ, trong hiên viên hoàng triều thiên tài địa bảo không cách nào trị tận gốc, hồi tưởng lại phụ hoàng cái kia bất đắc dĩ ánh mắt, nội tâm của cơ thiên phàm phản phất bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, lâm vào thật sâu ấy nấy cùng không cam lòng. Vì ngăn ngừa tự cam đọa lạc, nàng liền ra ngoài tìm kiếm có thể trị tận gốc trong cơ thể nàng kịch độc linh dược, nhưng nạn cái khác hoàng huynh nắm chắc cơ hội lần này, thuê bạch ngọc kinh sát thủ, muốn đem hắn trực tiếp diệt trừ. Mời ký chủ tìm tới cơ thiên phàm, đem cứu cũng thu hắn làm đồ đệ. Nhiệm vụ ban thưởng Một ngàn thánh sư điểm nhiệm vụ trừng phạt Không cơ thiên phàm, nhìn quen mắt danh tự. Trần Dạ khóe miệng vung lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đối với hắn cái này đã từng đi chư thiên đạo tôn tới nói, không thể quen thuộc hơn được một đời nhân hoàng cơ thiên phàm tuyệt thế thiên kiêu, quy danh vang vọng chư thiên. Trong chư thiên, chỉ phân thực lực mạnh yếu, không phân biệt nam nữ. Nam thiên kiêu số lượng chiếm đa số, nhưng nữ thiên kiêu yên nguyên số lượng cũng không ít. Huống chi, trong chư thiên vạn tộc cùng tồn tại, cũng có khả năng có thể sẽ có đặc thù một điểm. Loài lưỡng tính Không có giới tính Bây giờ thời đại này, nhiều thiên nhân tộc cũng không phải cường thịnh như vậy. Vạn tộc sang sát chư thiên, nhân tộc tại chư thiên vạn tộc bên trong, không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu. Thẳng đến nhân hoàng cơ thiên phạm uy danh vang vọng chư thiên phía sau, nhân tộc liền thế như trẻ tre đồng dạng trực tiếp hùng khởi, một lần hành động thế chân vạc chư thiên đỉnh phong. Không thể không nói, tương lai cơ thiên phạm phi thường mạnh. Trần dạ thành đạo tôn phía sau một đoạn thời gian rất dài, nhân hoàng cơ thiên phạm uy danh mới từng bước vang vọng chư thiên. Để hắn bồi dưỡng tương lai nhân hoàng làm đồ đệ mình không thể không nói, trần già dạ khỏa kia yên lặng hồi lâu, không có chút trung động nào đạo tâm, rốt cuộc đã đến hào hứng. nhưng hắn cũng đồng thời hiếu kỳ, đến tột cùng là ai làm ra cái hệ thống này đây? hệ thống mới đầu khóa lại hắn thời điểm, hắn hỏi qua vấn đề này, nhưng mà hệ thống rất bất đắc dĩ nói với hắn. đạo tôn, phương diện này ký ức ta cũng không có. trần già dạ đại khái liền rõ ràng, gia hỏa này được sáng tạo ra có liên quan với người sáng tạo ký ức liền bị xóa đi vì không bạo lộ thân phận của mình vậy cái này hệ thống rơi xuống trên người hắn đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp vẫn là cố ý mà làm đây đều không biết hắn cũng thật sớm suy nghĩ qua vấn đề này chỉ bất quá đã trước mắt không có đáp án vậy liền phía sau nói sau đi bây giờ khoảng cách tương lai cơ thiên phàm thành nhân hoàng trọn vẹn có mười mấy vạn năm thời gian Lúc này đến mười mấy vạn năm phía trước, cũng khả năng là bởi vì cùng Trần Dạ nhàn tới không có việc gì, bước vào thời không trường hà đi ngược dòng nước, cũng liền là vào lúc này, hệ thống đột nhiên chạy đi vào đem hắn khóa lại. Cũng có khả năng có thể hệ thống là muốn muốn đi ngược dòng nước, trở lại mười mấy vạn năm phía trước khóa lại một cái ký chủ, trùng hợp trực tiếp cùng Trần Dạ kết nối, hai người dứt khoát một chỗ trở lại mười mấy vạn năm phía trước. Phất tay, bạn tán đi trần dạ bưng lên bốc hơi nóng ấm trà nhẹ nhàng thổi sương mù che khuất tầm mắt cơ thiên phàm còn có lúc nào đến đạo tôn nhanh tiếng hệ thống trong đầu vang lên trần dạ nhấp một miếng trà nóng chỉ cảm thấy đến dòng nước ấm vào tâm nhanh là lúc nào hệ thống ngày đây không phải làm khó dễ ta là cái gì hệ thống cũng rất bất đắc dĩ nó trước mắt phiên bản tương đối thấp công năng còn không đầy đủ hiện tại có thể sử dụng công năng cũng chỉ có rút thưởng nó có thể tuyên bố nhiệm vụ nhưng nó cũng không phải không gì không biết cơ thiên phạm sẽ tới nơi này đã là nó hiện nay biết nhiều nhất mẹ nó vị này đạo tôn còn muốn nó chơi dự phán nếu như ta hiện tại có thể hất bàn đã lật tung một vạn tấm nguyên cớ nó vẫn là di chuyển chủ đề a đạo tôn ngài hiện tại có một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi muốn rút a trần dạ ánh mắt lờ mờ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt, cái kia như là cấp thấp tam lưu lừa đảo trang web bên trong rút thưởng luân bàn. Rút đi, đồ đệ của ta cũng mau tới, hy vọng có thể rút điểm đồ tốt, cho nàng sử dụng. Âm thanh ôn nhuận nhu hòa, như thanh lưu vào thấm, rất là êm tai. Nhưng hệ thống lại vẫn cứ từ trong đó nghe được cái kia một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ mùi. Ngươi nếu là dám ở rút thưởng bên trong làm cái gì tiểu ngán chân, cho ta rút cái đồ vật loạn thất bát tao một trận này đòn hiểm ngươi là chỉ định chạy không thoát tuân theo bất đắc dĩ cùng uy hiếp luân bàn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động trên luân bàn cũng không có biểu hiện là cái gì chỉ là màu sắc phân chia ra tới liền tỉ như võng du đồng dạng màu sắc phân chia phẩm chất màu trắng màu xanh lá màu xanh lam màu tím màu vàng năm màu trần dạ ánh mắt phi thường không đứng đắn liếc qua kim chỉ năm nháy mắt đình trệ phản phất không dám có chút chết đi. Thẳng tắp rơi vào màu tím phía trên. Đáng tiếc. Thở dài, trần dạ liếc qua màu tím một bên màu vàng. Hệ thống. Hỗn độn một mảnh cỡ nhỏ trong không gian, một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng ống nổi lơ lửng. Một cái cự thủ bỗng nhiên xé rách hỗn độn, nằm ngón chống trời, trong lòng bàn tay đạo vận mơ hồ nguyên như biển sao, nháy mắt quanh kích mà phía dưới. Hỗn độn nghiền nát, không gian vặn vẹo, màu vàng quang cầu chớp mắt thu nhỏ gấp mấy lần. Hệ thống: Đạo tôn tha mạng. Trần Dạ: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hệ thống: Thật không phải là ta muốn dạng này đó a. À? Đem hệ thống tiếng nhắc nhở cho che giấu phía sau, Trần Dạ từ trên giường đứng lên mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng, liền gặp lấy khách sạn lão bản cùng lão bản nương hai người đã không tại. Không tại có thể đi cái kia đây. Khách sạn cửa chính ầm vang bị mở ra, bên ngoài thấu xương gió lạnh gào thét mà tới, như u hồn lệ quỷ, tới đây lấy mạng đoạt hồn, toàn bộ khách sạn nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống ba phần. Mà trần dạ thân ảnh, sớm đã không thấy tung tích. Cơ thiên phàm, còn không thúc thủ chịu trói. Sát ý nồng đậm tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Cơ thiên phàm da thịt vốn là trắng nõn, tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ tại cái này thấu xương lạnh giá trong gió tuyết, lộ ra không có chút huyết sắc nào, càng trắng bệt, vặn chặt mặt mũi ở giữa một màn kia khí khái hào hùng thủy chung không tiêu tan. Vóc dáng cao gầy eo nhỏ tinh tế, tại gió này trong tuyết lộ ra yếu ớt không chịu nổi, tăng thêm thể nội vốn là có kịch độc, lạnh giá gió tuyết đang xen, dậm chân lược động thời điểm thân hình run rẩy, cơ hồ lung lay sắp đổ, nhưng cơ thiên phạm lại cắn chặt môi phấn, máu tươi tràn ra, Đau nhói cưỡng ép duy trì lấy tinh thần Kiên trì không ngừng Sau lưng mấy đạo bóng đen tại trong tuyết phi nhanh Từng cái trên mình lộ ra nồng đầm huyết tinh sát khí Vừa nhìn liền biết là lão sát thủ Nhanh không còn khí lực Nâng lấy bộc phát suy yếu thân thể Cơ thiên phạm lòng bàn tay khối kia Duy trì lấy nàng linh lực linh thạch Cũng gần như không còn linh khí Tiểu nương bị này thật có thể chạy Rõ ràng một thân tu vi tẩn tán Còn có thể dựa vào lực lượng linh thạch liều mạng chạy sau lưng một tên sát thủ nhìn xem liều mạng chạy trốn cơ thiên phàm không kềm nổi chép miệng một cái nói dù sao cũng là hoàng thất xuất thân sở tu thân pháp tự nhiên không phải chúng ta những sát thủ này có khả năng sánh vai bất quá ta còn thực sự không có nếm qua cái này công chúa tư vị một tên sát thủ liếm láp lấy trắng bệt cánh môi cười lạnh nói lần này ám sát quan hệ trọng đại ngươi còn thèm nhân gia công chúa thân thể giết tranh thủ thời gian tìm một chỗ chôn. Ta cũng có thể nhân lúc còn nóng. Điện hạ. Đúng lúc này, phía trước cơ thiên phạm hai đạo thân ảnh đột nhiên thoát ra, đem nàng chống chọi, ngẩng đầu, đập vào mi mắt hai cái gương mặt cũng không như thế rõ ràng. Thân thể của nàng đã nhanh muốn không chịu nổi, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Hai người trên mặt mang theo lo lắng cùng lo lắng, nhìn xem cái kia gió tuyết màn sân khấu bên trong từng bước tới gần thân ảnh màu đen nhóm đem nàng giao cho ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc ở phía trước bọn hắn vang lên. Chỉ thấy lúc trước nghĩ lại, khuôn mặt tuấn giật, thân mang màu đen đạo bào đạo nhân đứng ở trước mặt bọn hắn. Trần dạ nhìn xem đã bất tỉnh đi tương lai nhân hoàng cơ thiên phàm. Cái kia dung mạo cùng trong ký ức lẫn nhau trùng điệp. Vừa nhìn lên liền biết là lão nhân hoàng. T.S. Hu Tân thư cuối cùng ra lò, viết võ đế lâu như vậy, bây giờ cuối cùng mở tân thư, lần này quyển sách thế giới quan sẽ khá lớn, trút xuống bạch quân rất nhiều tâm huyết, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Olivia Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.